bạn, trên tay mình đang cầm là cái phím home của con HTC 10 Evo. Phím home rồi, cái này cũng là phím nhân tay luôn nha các bạn. Trong quá trình mình sử dụng mà cái máy mình, cái phím home của mình lỗi á, rồi là nhấn không an hoặc là không sử dụng được dấu nhân tay nữa, thì mình cần phải thay thế cái phím này. Hiện tại cái phím này thì bên mình đang có hàng sẵn, và thời gian thay cái phím này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, thì các bạn có thể ngồi chờ đấy luôn. Còn những bạn ở xa mà không có thể tới thay được á, thì bên mình có bán đem về. Các bạn liên hệ số điện thoại ở bên trên đó, bên mình sẽ tư vấn giá cả và cách thức gửi hàng về cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video đấy.